Hey yo, chào mừng 500 anh em đã trở lại với cái kênh Trải nghiệm TV. Chúc tất cả anh em xem video clip thật là vui vẻ nè. Trong khi xem video thì các anh em tiếc gì cho em ấy một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Đừng quên bật luôn cái chuông thông báo lên để nhận những cái video, những cái like sớm nhất từ cái kênh Trải nghiệm của mình nha. Thì hôm nay mình tiếp tục lại review một cái con game là VOMU2, còn gọi là Vlog. Ngay vào luôn cái server Hoàng gia nha anh em. Và các anh em nghĩ sau khi mà cái con đã quay phù thủy nó full combo đồ là sao, là có win, có set và có công cụ farm, còn gọi là cây gậy, thì nó sẽ phải như thế nào? Thì anh em vào trong đây xem bình luận chia ý cho kênh càng ngày càng phát triển nha anh em. Hôm nay mình sẽ lên trên ba gác, kèm theo đó là một cái boost. Lên trên đây mình bơi ca xem là nó có được thấm ai không, hay là có đưa ai về làng hay không nha. Và đây là cái cách cộng điểm đầu tiên của mình. Mình đang test cái con đá quay về cái hướng BK. Cái hướng farm á thì nó rất là dễ rồi, các anh em cộng tầm khoảng là 5-7k anh ghi, còn bao nhiêu thì dồn hết vào cái điểm ENE, là cái đó là cái cách mình đi farm. Còn khi mà các anh em đi BK thì các anh em phải là căng đo đong đếm chia ra từ S tới G để đủ mặc đồ. Anh ghi á thì cũng đủ vừa để cho chúng ta có một cái lượng thủ nhẹ mà cái lượng tấn công, tốc độ và thủ, kèm theo đó là chúng ta phải có HP, HP phải dày mới được nha anh em. Và cuối cùng là cái đâm chuẩn của anh em, thì cái phép thuật của mình lên chỉ có 4k8. Thì hiện tại ở server mới bây giờ á, farm với những anh em ngang tầm thì 4k8 nó sẽ có thể là clear được, có thể là kit được, nhưng mà những anh em mà người ta top thì theo mình nghĩ là nó quánh không thấm nha anh em. Và xem là full combo đồ trên người nó sẽ được như thế nào. Ở đây là có một cái mũ không lúc, một cái set không lúc đang review, thì anh em lại cho mình về quê sớm anh em ạ. Thì vì là có một anh nào đó BK, hình như là cái anh là DL BK nha anh em. Qua tiếp theo là mình sẽ phân tích một chút xíu về cái lượng đam để cho anh em chúng ta có thể là căng đo đồng điểm nha. Ở đây thì chỉ có 4k8 thôi, kèm theo đó là mình có công cụ, có win, có set. Thì bây giờ mình sẽ vào trong cái chuyện mà mình đi BK. Vào trong BK thì anh em có thể là nhiều lựa chọn lắm. Mình có thể là bam Q lên sẵn nha, có thể là bật lên hạ xuống đây. Rồi mặt nè anh em, à như vậy là nó mít không à anh em ơi. Như vậy là chưa đủ cái lượng đam để mà mình đi xuyên nha. Lăn cộng điểm đầu tiên thì nó sẽ thất bại một chút xíu. Tiếp theo là mình sẽ vào trong đây. Đây là một cái cách cộng điểm khác hôm nãy chút xíu nha anh em. Quái đi một chút xíu để xem là nó sẽ như thế nào. Cũng rất là này nọ nha anh em. Đứng đây chặn cổng luôn anh em à. Và như vậy thì cái cách cộng điểm này thì nó cũng là tương đối là ổn nha. Các anh em thấy gì chưa? Rất là feel nha. Khi mà đắt quay nó mà đủ được cái set đồ trên người thì nó sẽ phá được cái bản năng của nó, một cái bản năng mà kỳ là cay cú nha. Để đây cho anh em xem. Khi mà cái tiêu đề mình đã đẩy là đắt quay nó mặc đủ một cái combo đồ, một cái set đồ thì nó sẽ mạnh như thế nào. Thì các anh em nhìn vào trong đây, đánh giá giúp mình nha. Mình sẽ đi dài vô trong. Các anh em nên nhớ là phải có boost của DK nha. Không có boost DK là không có nói lên được cái sự nguy hiểm của em ấy. Đi tới đâu thì anh em lại ngã tới đó anh em à, cực kỳ sướng luôn. Tiếp theo ở đây, DL nè, hôm nãy quánh mình đâu bước ra. Hiện giờ là mình đang kiếm DL nha. Chạy dù bao nhiêu cũng dở hết anh em à, không chừa một ai hết nha. Quá kinh khủng, quá whip nha anh em. Đường cộng của mình chút xíu nữa mình sẽ review cái đường cộng này cho anh em xem. Có nách kinh nó quạt mình đi về quê luôn nha. Tiếp theo mình sẽ vào tới cái anh DK xem là sẽ như thế nào. Chứ ở đây thì nó hơi thiệt thòi hơn chút xíu là các anh em chỉ di chuyển được thôi, chứ không có hỏi mà bơm HP hay bơm cái gì được, nên nó rất là thiệt thòi nha. Anh đó anh lướt qua đời nhau được nha. Và ở đây tiếp theo là anh này, ô mít không vậy, anh đó thủ khá tốt nha. Như vậy là phải cần đam cho cao lên chút xíu nữa nha anh em. Hạ tóc xuống đam cho cao lên chút xíu nữa. Vào trong đây mình BK làm cái nữa rồi mình về mình sẽ chuyển hướng nha. Hạ tóc xuống cho cái lượng đam nó cao lên chút xíu nữa. Tại hiện tại còn mít nha anh em, chạy ngang đây không có được đâu anh ơi. Mít như đúng rồi luôn. Hiện tại là anh em ở ba gác, nếu mà mình BK thì nó chịu cũng không nổi. Thì bây giờ mình sẽ lên trên đây xem nó sẽ như thế nào. Nó sẽ có một cái phần nào đó nó khác bọt hơn chút xíu nha. Vẫn còn mít nha anh em. MG quá đỉnh anh em ơi. Set đồ cuối nên có cộng vào trong đó, lấy cái lượng thủ của anh ta lên rất là cao. Và kèm theo là master của anh ta đã farm rất là ổn. Còn con của mình á là mình chỉ mới farm ở cái giai đoạn là giấc chiều hôm nay thôi, nên nó cũng chưa có cái gì gọi là quá cao siêu nha. Ở đây có một anh Atkin đây. Các anh em thấy mình đang bơm HP rất là nhiệt tình không? Rất là dữ nha anh em. Lên trên đây thì nó sẽ căng xứng hơn một chút xíu. Tại lên trên đây là anh em đã có đầu tư win, nên nó sẽ căng xứng.
giá nào anh em về cũng phải tẩy điểm hết. Theo mình nghĩ là vậy nha, anh em sẽ về tẩy điểm, có thêm một cái chị phai chị bắn như đúng rồi luôn, nhưng mà chị bắn không có thủng được mình nha. Ở đây mình đang bơm HP liên tục nha anh em, anh nghe những tiếng bơm HP của mình, thì trong khi like thì các anh em có thể là tim ở trên cái màn hình, thì trong khi đó là các anh em sẽ tập cái cơ tay để mà mình bơm HP luôn. Các anh em thấy không, nhau vô tới đâu là lụm xu tới đó hết nha. Theo mình cộng như vậy thì khá ổn, còn đeo theo mấy anh top á, tại vì set đồ người ta ít gì cũng là cộng 7 hết, là 4 món và kèm theo đó là set cuối nữa, nên có một cái phần nào đó chống chịu rất là tốt. Và mình sẽ đi chỗ khác nha, anh em nào muốn thử sức á thì vào trong đây đấy, thử sức cho mình nằm luôn nha. Một quạt một ma ghét quá dữ anh em ơi, một quạt một. Búp lên một cái nào thôi rồi luôn, quá dữ luôn nha anh em. Magic chịu không nổi nên về đây là quạt mình luôn anh em ơi. Rất là dữ dội nha, hôm nay đi bơi ca rất là sướng nha anh em. So về dưới top thì mình BK nó không có lợi. Cái thứ nhất là người ta cầm hai cây vũ khí bá dương kiếm, kèm theo đó là S cộng cao và set đồ cũng cộng cao, kèm theo đó là một cái lượng master rất là ổn định. Còn cái con nhân vật của mình, mình sẽ vào trong đây cho các anh em xem cái bảng master của mình. Thì hiện giờ master của mình chỉ có là 103, thì mình đã cộng bên cái top thủ trước nha. Vì đây là mình cố tình mình cộng bên top thủ trước. Kèm theo đó là mình sẽ review một cái bảng để cho các anh em có thể là dựa vào trong đây, và các anh em có thể là hạ xuống một chút xíu nữa. Đây thì ở cái giai đoạn đầu các anh em cộng tầm khoảng là 3k anh ghi nha. Đi bơi ca cái hướng này là mình chia sẻ cho anh em, đi bơi ca 3k anh ghi, còn 500 điểm này dồn vào ene. Và trên đây cũng vậy, HP các anh em cộng tầm khoảng 4k, lấy 1k ra cộng vào ene nữa, đặng mình lấy một cái đam chuẩn cho nó to. Vì sao mình kêu vậy? Nếu hiện tại bây giờ mình cộng nè, các anh em nhìn nha, ở trên đây mình cộng 5k thì ở ngoài đây mình được là 10k5. Anh em hạ xuống 1k nữa, khi mà ở đó chúng ta bù qua một cái lượng boost, mình sẽ về cho anh em thấy là một cái boost của mình. Nếu mà 10k5 các anh em boost lên một cái là nó được 27k mà. Ở giai đoạn như gì anh em nào đâu có quạt được 27k, có những ông top mới quạt được 27k thôi. Còn so bì mà BK dưới top thì không có cái bảng điểm nào mà cộng cho chuẩn được. Tại vì sao? Tại vì mình vô trong đây phân tích cho anh em biết luôn, cái set người ta là cái set S, kèm theo đó là cái set cuối và có cộng 7, ít nhất là cũng cộng 7 thì cái lượng thủ nó lên chà bá. Các anh em thấy cái set lẫm của mình không? Và tiếp theo thì người ta dùng bổ trợ đó là cái con gấu, kèm theo đó là người ta bỏ con gấu ra, người ta sẽ dùng cái con đại quỷ. Cái thứ ba là cái win người ta ít gì là cũng phải là cộng 7 luôn. Thì cái cộng 7 chỉ số của nó tăng lên khá là cao, là nhanh nhẹn cũng tăng nè, lực chống đỡ cũng tăng nè, gia tăng sát thương cũng tăng nè, hấp thụ sát thương nó cũng tăng luôn. Và tiếp theo là cái cây công cụ. Cây công cụ như gì đây? Thì người ta sẽ cộng 7 lên, thì các anh em thử nghĩ coi, cộng 7 lên thì nó sẽ một cái đam nó to, cực kỳ to luôn. Ở giai đoạn đầu cộng 7 cộng 9 thôi là đã làm chùm rồi nè. Không có ai mà lên cộng 11 cộng 13 được đâu. Chỉ có những anh em nào mà thật sự đam mê người ta mới cho lên cộng 11 được thôi, chứ mà 13 người ta cũng chưa có dám nhìn đâu. Trước tiên ở server này chỉ là cộng 9 hoặc là cộng 7 là người ta đã làm chùm rồi. Kèm theo đó thì bên đây người ta sẽ có khiên, hoặc là người ta có những công cụ phụ như là MG hôm nãy, nó cầm hai cây bá dương kiếm thôi thì nó quạt, không anh em nào chịu nổi đâu anh em. Và cái set đồ của mình á là cái set đồ trắng nha, chưa có cộng gì hết, chỉ là đồ trắng thôi. Và đây là một cái clip để review cho anh em là khi Dash White nó mặc đủ nguyên combo set đồ trên người thì nó sẽ phải như thế nào. Anh em có thắc mắc gì hay là muốn chia sẻ gì thì có thể là comment vào cuối phần video nha anh em. Và video của mình sẽ xin tạm kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở video clip lần sau nha.